Bí quyết giúp vịt con mau lớn khỏe mạnh. Xin chào, tôi là Hoàng Huyền, bác sĩ thú y, chuyên viên kỹ thuật của công ty thuốc thú y Big Boss. Hôm nay tôi xin bật mí bí quyết giúp bà con có đàn vịt lớn nhanh, chắc thịt, bán sớm, đạt hiệu quả kinh tế cao. Và trên tay tôi đó là sản phẩm cốm nhân sâm siêu tăng trưởng, bổ sung tinh chất hồng sâm và đông khô, giúp kích thích thèm ăn, tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng. Sản phẩm đảm bảo không chứa chất cấm, sử dụng an toàn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 02439050666 hoặc truy cập website bigbossgroup.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.